Sáng ngày 8 tháng 4, tại kỳ họp thứ 21, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, các đại biểu đã biểu quyết công khai bằng hình thức giơ tay miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trí Thanh. Kết quả, có 100% đại biểu có mặt đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Trí Thanh. Ông Lê Trí Thanh, 54 tuổi, quê quán thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng, Đại học Luật Kinh tế, cử nhân chính trị, thạc sĩ chính sách công. Tháng 11 năm 2019, tại Hội nghị Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bầu ông giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng trong tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, ông Thành tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 33 xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhận thấy Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Lê Trí Thanh, Tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Thành.